mái thì năm ngoái chị cũng bảo hạ, nhưng mà các bạn hạ mái nó chẳng khác gì được để như này, chị vẫn buộc bình thường đó. Đó, nhìn nó càng ngày nó càng như bị dài. Thế này còn đỡ nhá, chụp ảnh mà buộc tóc lên nhìn trời ơi. Em thay đổi chị một cái tóc mái mới, nó là cái thật sự rất là rủi ro, cũng như là một cái gần như là chắc chắn phải phải có sự nỗ lực chăm sóc của chị, và em sẽ cố gắng hết sức được thì nó sẽ được cái mái đẹp. Sao chị có để được tóc ngắn không? Chị để tóc ngắn được, bây giờ em cắt cho chị tóc ngắn được, nhưng mà em khuyên cho chị là nên để tới tầm này là đẹp, tầm này nó dễ chăm mà dễ buông và nó phù hợp với cả gương mặt của chị nữa. Chị cắt tóc 35 rồi đó, chị chưa ở đâu cắt xong chị ưng nó. Vâng. Thì chẳng lẽ cắt xong lại bắt đèn đúng không? Bình thường các bạn ấy cũng vẫn bảo đi làm tóc nhuộm, đều bảo nhuộm nhưng mà sợ. Sao sợ? Ý là sợ nó lên mình nhìn ghê lắm. Em thấy dáng tóc này như nào, cái màu như này như nào? Đấy, của em xong rồi đấy, thì cái này về nhà em cứ cái mái em quấn chút lô lên, còn hai bên này buộc thì cứ để hơn hai bên này một chút này, nổ vào mặt này. Ăn xa đi về cũng đáng rồi. Ok, anh cảm ơn nhé.